Vâng, và vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là cái mặt hoa của cây cúc hoàng hậu nha cả nhà. Hoa rất là đẹp nha, và đặc biệt cái hoa cúc hoàng hậu nó có một cái ưu điểm, đó là nó nở phùng nha cả nhà. Tầm khoảng ngày thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ nở phùng ra y như là một cái hoa hồng luôn ha. Đây em sẽ nâng lên cho cả nhà thấy nha. Đó, cái độ phùng của nó như thế này đây. Phùng rất là đẹp luôn nha. Cái này chỉ là hoa gió thôi nha cả nhà, nó chỉ có một nụ thôi, một nụ nó ra một hoa, nhưng mà hoa cũng rất là đẹp luôn ha. Đây, đó cả nhà thấy cái độ phùng của nó không? Và đặc biệt là vườn nhà em cũng có nhân một số giống ha, một số giống là em sẽ ghép cái gốc nhớt đã được xử lý đế hết. Em có tầm khoảng 1.000 gốc nha, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chích chè bông ha cả nhà. Và sau đây em xin mời cả nhà xem các cái cây gốc nhớt của vườn nhà em nha. Đây cái độ phùng của nó nè, em quay nghiêng cho cả nhà xem cái độ phùng ha, rất là đẹp nha cả nhà. Và vừa rồi em đã giới thiệu với cả nhà, đó là mặt hoa của hoa, cây hoa cúc hoàng hậu ha. Và hôm nay vườn nhà em thì được có tầm khoảng 500 cây cúc hoàng hậu nha. Em bán với giá là 250.000 một cặp, và em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Khi tới thì chúng ta chỉ cần thanh toán 250.000 thôi nha cả nhà. Và đặc biệt là cái lô này của em ghép chưa được lâu, tuy nhiên nó cây nó rất là tốt luôn nha. Cây nó phát triển rất là mạnh. Cả nhà nhìn thấy cái độ xum xuê của nó đây. Đó, cái độ tươi tốt của nó ha, rất là đẹp luôn. Mặc dù nó là chưa được cao lắm nha. Thì và tất cả các cái bộ rễ bên vườn nhà em á thì đều được ghép với cái gốc là xử lý đế hết nha. Cây nào nó cũng có cái đế như thế này hết. Mặc dù một số cây á, thì em môi lên mới thấy nè, tại vì do là em lúc mà em ấy là em chưa có môi đế lên ha cả nhà. Đây thì cây cao tầm khoảng một gang tay của em nha, em bán với giá là 250.000 một cặp, và em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cây cúc hoàng hậu nha. Đây đó, bộ đế nào cũng được xử lý hết nha cả nhà. Giờ chúng ta môi lên thì thấy đế thôi nha. Và cái độ tươi tốt của cây thì cả nhà thấy nhìn là cũng biết cái cây của em nó sung như thế nào ha. Rồi cây rất là phát triển rất là mạnh luôn nha. Đây đó, xử lý đế hết nha. Rồi đây cả nhà thấy gì không? Đó, cái này là bộ đế nha, bộ rễ rất là đẹp luôn á. Cây thì cao tầm khoảng một gang tay của em thôi, tuy nhiên là cây nó rất là tốt và phát triển rất là mạnh luôn nha. Đây cả nhà thấy không? Này về chúng ta nuôi thêm vài tháng nữa là chúng ta lấy bo được nhiều lắm nha cả nhà. Hiện giờ thì một số cây già chúng ta cũng lấy bo được, nhưng mà ít thôi ha. Giờ chúng ta nuôi thêm mới lấy bo được nhiều nha. Đây cả nhà thấy không? Rồi, em bán với giá là 250.000 một cặp, và em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chích chè bông nha cả nhà ơi. Và cũng đừng quên bấm đăng ký YouTube của chích chè bông để theo dõi nhiều giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn ạ.